Donaldo nè, thường những lúc rảnh á, anh hay làm cái gì? Lướt Facebook. Anh nghiện Facebook rồi hả? Ừ, nói chung là lên chỉ cập nhật tin tức. Thường thì những thông tin nóng hổi xuất hiện trên Facebook đầu tiên. Như 2-3 ngày gần đây xuất hiện hiện tượng 2K3 gì đó. Tôi cũng rất tò mò, nên tôi đã cố gắng lục tung cái Facebook để tìm cho ra được cái link đó. Tôi tìm ra rồi. Thực chất thì khi mà tôi chiêm ngưỡng xong cái clip 2K3 đó rồi á, cái cảm giác đầu tiên của tôi á là tôi muốn từ bỏ ngay cái món sò lông sò huyết. Trên cơ thể con người chúng ta có biết bao nhiêu bộ phận thẩm mỹ và đẹp mắt, tại sao không khoe mà cứ thích khoe sò lông sò huyết? Anh thích ăn sò gì? Tôi thích ăn sò lông dữ lắm. Vậy ngoài thời gian rảnh anh lướt Facebook truy tìm các loài sò thì anh còn làm gì nữa không hả anh Ronaldo? Tôi vẫn là lướt Facebook thôi. Vậy bình thường anh Ro đập cái mặt mình vô máy tính lướt Facebook không vậy hả? Đều có, tôi đâu có biết xài vi tính. Tôi xài bằng điện thoại không à. Hồi xưa tôi xài điện thoại khủng như con 6300 hoặc là con 1280, nhưng xài con đó riết mọi người nói tôi khoe khoang, nên tôi quyết định tới FPT Shop để quýnh con Coolpad 3 Sky Pro. Nghe nói con này bán chỉ có 3.990.000 phải không? Vấn đề giá cả đối với tôi không quan trọng. Tôi quên là anh Ro cũng là dân đại gia, cho nên mấy cái này đâu quan trọng gì với anh. Vậy đối với anh cái gì mới quan trọng? Cái quan trọng là FPT Shop cho mình trả góp 0% lãi suất. Vậy ngoài cái 2K3 kia còn vấn đề gì hot nữa không anh Ro? Quá trời luôn, kể không hết. Nhưng mà có một cái chương trình Ai Là Triệu Phú gì đó, thì có một cái cô bé kia, cổ không biết cái chất El Nino và đâu đây được nấu chung với cái gì. Thực tình là tôi coi tôi thiệt là buồn. Tôi không hiểu tại sao kiến thức thì rất nhiều mà tại sao những câu hỏi đời thường như vậy lại không thể nào trả lời được, làm cho dân tỉnh trên mạng chửi tùm lum từ lưa hết trơn, tội nghiệp cô ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đặt trường hợp ví dụ như hỏi tôi câu hỏi như vậy tôi trả lời được tôi chết liền. Giờ nhiều khi tôi hỏi ông tôi có mấy đứa con, ông trả lời được tôi tặng cho ông chai xà bông liền luôn. Chà, nếu mà anh nhiều con như vậy thì cái việc mà dạy dỗ giáo dục sau này cũng sẽ căng lắm đó. Lớn lên giống tình trạng của 2K3 là chết luôn á. Vấn đề này anh yên tâm, không cần phải lo. Hồi nhỏ tôi có từng tiếp xúc công nghệ bao giờ đâu. Khi trưởng thành rồi tôi vẫn kiếm được rất nhiều tiền, nổi tiếng, được nhiều người biết đến nữa. Nên nói tới cái việc nuôi dạy con cái, tôi muốn cho nó sống giống như tôi lúc nhỏ vậy đó. Cha nó thành công, không lẽ nó không thành công được hay sao? Mặc cho bạn bè nó chê nó nghèo túng thiếu gì kệ mẹ nó, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm con cái của tôi sau này nó có ý thức trong cuộc sống vậy là được. Xe xua chi mấy cái dòng điện thoại đắt tiền, Coolpad là được rồi. Có công gì vậy, đời cha ăn mặn đời con khát nước, nên tôi quyết định sẽ ngưng đi thả thính từ đây, tội nghiệp mấy đứa nhỏ.